hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kim Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Zanic CR 3500, một dòng touring có giảm xóc phù hợp các bác đi đường đô thị, và có giảm xóc thì có thể phù hợp các bác đi đường leo núi đổ đồi. Vâng, đây một dòng tích hợp giữa dòng touring và dòng địa hình. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe XCR 3500, dòng touring giảm xóc, chiếc xe màu trắng. Chữ dàn XCR thì màu vàng đồng. Hiện trên khung xe rất là nổi các bác nhé. Đây là mẫu model 3500 bán rất chạy tại cửa hàng em. Hôm nay là màu trắng. Cọc yên nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe. Và yên thì kinh như các bác thấy đây, rất là mới các bác nhé. Yên rất là êm, yên hiệu. Vâng, vẫn là khung nhôm, công nghệ nhôm Alu-X của độc quyền của Gian. Cho bộ khung này siêu nhẹ và bền các bác nhé. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Dây âm sườn cao cấp. Xe cao cấp của Gian thì được trang bị dây âm sườn. Vâng, ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian, nguyên bản theo xe. Đây, các bác thể thấy chữ Gian đây, tất cả đều đồng bộ theo xe. Giảm xóc dầu của Gian, bộ giảm xóc của Gian. Còn chiếc xe touring có giảm xóc. Xe được trang bị bộ tay lắp của Shimano Alivio. Bên này là bên lip 9 tầng, bên đĩa 3 tầng. Cho xe 27 tốc độ, bộ phanh dầu thủy lực nguyên bản của Shimano. Phanh đĩa dầu thủy lực. Cùng với đấy là bộ vẫn là giữ được bộ tay nắm nguyên bản của Gian. Và sừng trâu các bác nhé. Cho bộ sừng trâu cho cái ghi đông xe rất là khỏe. Với cái dòng XCR này thì luôn có một bộ bánh to hơn so với dòng touring thông thường, của các bác đi những đường xấu, đường gập ghềnh. Vâng, và may nguyên bản của Gian, may nguyên bản Gian đây. Bộ vành nguyên cặp của Gian. Bây giờ em sẽ quay thông số lốp. Nhân 38C. To hơn cỡ lốp của touring thông thường, nhưng mà vẫn trong khuôn khổ vành 700 của dòng touring. Vâng, đây là lốp sau và bộ vành sau. Chuông theo xe đây. Vâng, và đây là bộ phanh dầu thủy lực của Shimano nguyên bản theo xe. XCR 3500. Mayo sau của xe cũng của Gian.
cả đều đồng bộ và nguyên bản. Xe hầu như chưa thay thế bất cứ phụ tùng nào đáng kể. Xe được trang bị 9 tầng lít. 9 tầng lít rất là mới các bác nhá. Xích và lít còn rất là mới đây. 3 tầng đĩa của Shimano. Đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Alivio. Vâng, bây giờ sẽ đo chiều cao size đứng. Trên khung xe có ghi size M. Em sẽ đo xem size đứng, khung đứng của xe là bao nhiêu cm. Có size là 48 các bác nhé. Phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7, 1m73 đi vào chiếc xe này. Bây giờ sẽ test chuyển động củ đè của Alivio đây. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Xuống lip. Bên tay phải là bên đĩa. Xuống đĩa. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đĩa đen. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt. Zan XCR 3500. Dòng touring giảm sóc. Em đánh giá chiếc xe này trên 90% về độ mới và chất lượng các bác nhé. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Zan XCR 3500, một dòng touring giảm sóc cao cấp mới về tại cửa hàng em. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 8,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.